ngược quá xuôi vậy? Ôi, may quá. Em cho anh hỏi đường nào đến hàm. Cái hàm nào anh? Anh hỏi hàm nào? Ở Bình Thuận quê em có nhiều hàm lắm. Nào là hàm Trí nè, hàm Phú nè, hàm Chính nè, hàm Cần, hàm Kiệm, hàm Thuận Bắc, hàm Thuận Nam. Ý trời đất ơi, sao mà nhiều hàm dữ vậy? Em cho anh hỏi cái hàm nào mà cả nước người ta mệnh danh là thủ phủ thanh long đó em? À, em hiểu rồi. Nhưng ở đây á, hàm nào cũng trồng thanh long, vườn nào cũng cây trái xum xuê triệu quả, nên được mệnh danh là thủ phủ thanh long đó anh. Trời đất ơi, em nói chơi hay nói thiệt chứ anh? Ừ, em nói thiệt đó. Nhưng mà nãy giờ anh vẫn chưa trả lời cho chúng em biết là anh từ đâu đến đó nha. À, anh người Tiền Giang, nghe nói Bình Thuận nổi tiếng về cây thanh long, cho nên anh tìm đến đây để học kỹ thuật. Sao, nhìn cái bộ dạng của anh, ai mà tin cho được? Nói thiệt, em không tin ha. Anh thề cho tụi em tin nha. Thôi, anh khỏi phải thề thốt làm gì á. Sau đây, anh hãy trả lời xuyên suốt các câu hỏi của tụi em. Thì anh muốn gì á, tụi em cũng chiều hết á. Muốn gì tụi em cũng chiều. Được rồi, anh sẵn sàng. Vậy anh nghe nè nha. Nghe dễ nghe dễ nghe dễ em hỏi. Cái gì có thân mà không lá, thuộc họ xương rồng, bên mấy con, suốt đời bám trụ. Là cây thanh long. Cái gì no đủ, giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Là cây thanh long. Cái gì nhiều màu, gió không ruột đỏ. Là trái thanh long. Cái gì ruột trắng mà gió lại hồng. Cũng là trái thanh long. Không, cái gì anh cũng biết hết trơn, trời vậy. Nè, giỡn chơi tụi em thôi. Chứ nói về thanh long hả? Anh rành một bụng mà nghe, tụi em nghe nè. Thanh long vỏ đỏ lại có loại vàng, cái chính mạch căng tròn thanh tao vị ngọt. Muốn tăng nguồn thu nhập phải chịu khó trong đèn. Ta sẽ có liền một năm hai vụ. Loại cây ăn quả nhưng giá trị tuyệt vời. Xuất khẩu đi nhiều nơi, đến với nhiều châu lục, đến với nhiều châu lục. Wow! Đúng là một con người thông kim thảo cổ. Chúng em xin chịu. Đúng em xin chịu. Hồi nãy giờ giỡn chơi tụi em cho vui thôi. Chứ nói về trái thanh long, cây thanh long Bình Thuận nổi tiếng cả nước, ai mà không biết tới. Trái nhìn vào thì rất đẹp, ăn vào thì rất ngọt, rất ngon, thấm đượm nghĩa tình của người dân Bình Thuận. Thôi, chào các em. Anh sẽ đi học thêm kỹ thuật. Hẹn ngày gặp lại các em mà nghe. Nào nhân tài.